Can lại, anh ta rút điện thoại ra muốn thêm số của Can. Can cố ý nói, nếu như bị vợ của anh ta biết được, thì không phải về sẽ phạt anh ta sao? Sẽ không đâu, tôi cũng có nhiều bạn nữ mà. Cuối cùng sau khi lưu lại phương thức liên lạc, hai người mới tạm biệt. Lo lắng đối phương nhìn ra sơ hở, Can đặc biệt đứng ở bên đường đợi anh ta rời đi. Sau khi xác định là đi đến quán bar đòi và Lý Thiện Hương cũng xuất hiện cảnh ở đầu. Sau đó, tú bà lại giới thiệu Can với một người khách khác, mà cô chỉ đơn giản quay đầu. Người khách bên cạnh đang uống rượu, cũng phải ngất ngây vì cô. Sau đó nhanh chóng đi về chỗ tú bà, hỏi làm cách nào mới có thể đưa Can đi. Mấy con mồi đã cắn câu, tú bà cố ý nói Can chỉ là hướng dẫn viên của quán bar, không cung cấp dịch vụ khác. Nhưng càng như thế, càng kích động tính tò mò của ông ta. Rất nhanh, những vị khách khác cũng tiến đến hỏi thăm, làm sao có thể trở thành. Màn này khiến cho các cô gái khác rất bất mãn và ghen ghét. Rất nhanh công việc kết thúc, anh đang chuẩn bị gọi xe về nhà. Con trai tránh xa loại con gái, đồng thời nó can sau khi kết thúc công việc thì hãy mau biến đi, sau đó kéo tay cho rời đi. Đối diện sự việc,